nghi phạm Shibuya chính thức bị cáo buộc giết bé Nhật Linh. Thưa quý vị thính giả, theo như Mainichi cho hay, lệnh tạm giữ mới cáo buộc nghi phạm 46 tuổi nhiều tội danh, bao gồm giết người, được thi hành từ ngày 5 tháng 5 sau khi lệnh bắt giữ đầu tiên hết hạn. Cáo buộc ban đầu trước đó với Shibuya chỉ là bỏ xác bé Nhật Linh. Theo Nikkei, cơ quan điều tra khẳng định có những chứng cứ mạnh để nghi ngờ ông Shibuya là hung thủ giết hại bé Nhật Linh. Shibuya đã bị cảnh sát bắt từ ngày 14 tháng 4. Kết quả giám định cho thấy ADN của Shibuya trùng khớp với ADN trên thi thể và các đồ vật của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên mới đây, cảnh sát đã tìm thấy nhiều dấu máu trên ghế trong xe của Shibuya. Các dấu máu này có ADN trùng với nạn nhân. Đây được cho là phát hiện quan trọng trong cuộc điều tra, nên cảnh sát quyết định kéo dài thời gian giam giữ đối với nghi phạm. Bé Lê Thị Nhật Linh mất tích vào sáng 24 tháng 3 khi đang đến trường một mình. Sáng sớm 26 tháng 3, thi thể bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko thuộc tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km. Qua khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24 tháng 3 đến đêm 25 tháng 3. Không loại trừ khả năng em bị giết ngay sau khi bị bắt cóc. Nguyên nhân gây tử vong của bé là bị siết cổ. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.